Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Trôn Game. Vâng, lại một lần nữa tôi lại phải nhắc đến cái vấn đề hắc vàng và hắc kim cương ở trong bản DLS 21. Và tôi khẳng định với quý vị và các bạn một lần nữa, đó là không thể hắc được, chưa thể hắc được. Ok nha. Và hôm nay tôi sẽ trả lời hai cái bình luận mà của các bạn đã gửi cho tôi. Hai cái bình luận là khá thú vị. Bạn này tên là Giang Đinh. Mình đang thắc mắc tại sao các cày vàng thuê chỉ cần 1 tiếng mà có thể cày được 50k vàng vậy. Mong bạn trả lời. Cảm ơn. Vâng, đây là một bình luận, một câu hỏi rất là thú vị. Và câu hỏi thứ hai nữa cũng rất là thú vị và tôi cũng muốn đề cập ở trong cái vấn đề ngày hôm nay luôn. Đó là bạn Thương Ly Van. Hắc kim cương với vàng là được do các anh giấu để bán ạc à thôi. Tôi chơi xuyên suốt ngày đêm. Ồ, ông này chơi xuyên suốt ngày đêm. Quả là một thánh luôn các bạn ạ. Vâng, tôi đọc tiếp cái vấn đề này nha. Tôi chơi xuyên suốt ngày đêm để có được đội hình là vô cùng lâu. Các anh hắc để bán ạc à thôi. À, mọi người đừng tin nhé. Vâng, cái vấn đề mà bạn nói ở đây thì không, mọi người đừng tin nhé, thì tôi không hiểu là mọi người khuyên mọi người đừng có tin cái vấn đề gì. Nhưng mà tôi cũng sẽ nói cụ thể ở trong cái vấn đề, ở trong cái video ngày hôm nay cho hai bạn cũng như là các anh em biết được cái vấn đề là hắc vàng và hắc kim cương. Vâng, tại sao lại không hắc được? Cái bản DLS 21 không hắc được, nhưng tại sao lại nhiều người có được nhiều kim cương như vậy? Tại sao có nhiều người nó lại có được nhiều vàng như vậy? Vâng, không phải là không hack được thì chúng ta không có cách. Mà cái vấn đề mà tôi muốn nói trong video ngày hôm nay đó là tuyệt chiêu. Có thể nói là tuyệt chiêu, rất là đơn giản thôi. Nhưng không phải là ai cũng biết. Mà không phải là YouTuber nào làm về DLS 21 cũng có thể là chỉ cho anh em ở cái vấn đề này. Bởi vì đây có thể nói là một gọi là miếng cơm manh áo của khá là nhiều người. Cho nên là tôi thật sự thì cũng không muốn nói đâu, nhưng mà vì anh em thắc mắc, với lại một phần vì là cũng cái trách nhiệm của mình là làm hướng dẫn về DLS 21 cho nên tôi mới phải nói ra. Thì cũng mong những cái anh em mà chuyên gia cày vàng, cày kim cương hay là này nọ thì cũng thông cảm cho cái vấn đề này. Bởi vì thật ra mà nói thì nó dễ nhưng mà cũng khó, chứ không phải là đơn giản mà làm được đâu. Ok, chúng ta vào cái vấn đề chính nha. Trước tiên vào cái vấn đề chính thì tôi xin anh em một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi ra những cái video hướng dẫn cho anh em tốt hơn. Ok, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên tôi sẽ nói đến cái vấn đề đó là hắc vàng và hắc kim cương. Thì không hát được nhưng chúng ta có cách. Bây giờ tôi sẽ nói đơn giản như thế này. Ví dụ như là quý vị và các bạn cũng biết đó là DLS 21 thì chúng ta có thể liên kết được với Facebook, và Facebook của chúng ta thì đăng lên được với nhiều cái máy điện thoại. Vâng, tôi nói đến đây thì chắc quý vị và các bạn cũng đã hiểu ra phần nào. Có nghĩa là ta lấy một cái ví dụ là chúng ta có ở nhà thì có anh em cô dì chú bác gì đấy, thấy không, ông nội ông ngoại bà cố bà ngoại gì đấy, chúng ta cứ lấy gom hết điện thoại và chúng ta đăng nhập Facebook vào, sau đó chúng ta tải DLS vào, đúng không, chúng ta tải DLS bản 21 vào đó. Bởi vì khi chúng ta đăng nhập Facebook và tải DLS về máy thì chúng ta có dùng 10 máy thì cũng chỉ có một cái tài khoản DLS mà thôi, đúng không, cũng chỉ có một cái tài khoản DLS. Mà thì tôi cũng đã nói ở cái video trước rồi, cái cách xem quảng cáo hay là đá để mà có nhiều bàn thắng hay là để có nhiều tiền hơn thì tôi cũng đã nói cái video trước rồi, tôi không nói nữa. Thì bây giờ anh em cứ đăng nhập vào 10 cái điện thoại như vậy và cầm ra đầu ngõ ấy, kêu bọn trẻ ở xóm vào, bảo là tụi bay cầm mỗi đứa một máy chơi cho tao. Đứa nào đá được nhiều bàn thắng nhất thì tao sẽ có một phần thưởng, cho là một cái kẹo mút. Vâng, cái kẹo mút có 2.000 thôi. Mà chúng ta cứ tưởng tượng như thế này đi, một máy là đã xong trận, nếu như cả xem quảng cáo nữa là tôi chỉ tính cái giá rẻ thôi, cho là một máy là đã xong một trận là được 200 đồng ở 200k vàng đi nha. 200k vàng mà một trận đào đấu 90 phút ở trong máy thì khoảng tầm 5 phút ở ngoài đời. Có nghĩa là cứ 5 phút một máy được 200k vàng. Thế thì 10 máy sẽ được 2.000 trong 5 phút. Vâng, quý vị và các bạn đã hiểu cái vấn đề đó chưa?
Ok, bây giờ khi mà tôi nói đến đây thì rất là nhiều anh em há hốc miệng. Thật sự là rất đơn giản và thật sự là không có gì là khó khăn cả, đúng không? Nó giống như cái ở phía sau màn ảo thuật đấy. Chúng ta xem ảo thuật thì chúng ta cảm thấy nó rất là ghê gớm, nó rất là phiêu diêu. Thế nhưng mà khi mà chúng ta biết được cái cách mà cái lời giải rồi thì thật sự mà nói là ảo thuật nó rất là đơn giản. Và cái cách mà tại sao, vâng, cái vấn đề mà tôi muốn trả lời cho hai bạn ở đây đó là tại sao họ lại có nhiều vàng như vậy. Đó là như vậy, đó là họ có một đội làm về cày vàng và có nhiều con người, có nhiều máy điện thoại. Vâng, nó là như vậy thôi. Ví dụ như một đội có 10 người thì mà 5 phút, như hồi nãy tôi nói đó là 5 phút thì chúng ta một máy là có được 200k vàng. Thế thì 10 máy là có được bao nhiêu? 10 máy thì có được 2.000 rồi, đúng không? 50 phút là chúng ta cho 1 tiếng đi, 1 tiếng thì họ đã có được là 20k vàng. Đó là chúng ta chưa nói đến cái vấn đề kim cương, chúng ta mới chỉ nói đến vấn đề vàng thôi nha. Vâng, cái vấn đề nó là như vậy. Thật sự đơn giản đúng không? Nhưng cái quan trọng ở đây là anh em có đủ cái 10 cái máy hay không để mà cày hay không? Và có đủ 10 đứa con nít để mà dụ nó chơi cho mình hay không? Mới là cái vấn đề quan trọng. Chứ thật ra mà nói thì như tôi nói đó thì nó rất là đơn giản thôi. Đúng không? Anh em thấy rất là đơn giản đúng không? Vâng, khi mà tôi nói đến đây thì chắc chắn là nhiều anh em ngỡ ngàng. Và đừng quên bấm cho tôi một cái nút đăng ký nha. Vâng, tôi đã xin nhắc lại cho anh em là bấm cho tôi một nút đăng ký. Bởi vì sau cái video này thì tôi sẽ làm một cái video nữa là nói về cái vấn đề kim cương. Thật ra thì nói về cái vấn đề kim cương nữa còn tuyệt chiêu hơn nữa cơ. Bởi vì anh em biết kim cương là kiếm khó hơn vàng. Và thật sự nhiều lúc anh em chúng ta không biết dùng kim cương vào cái vấn đề gì, nhưng nó rất rất là quan trọng. Vâng, nó có giá trị hơn vàng rất là nhiều. Cứ tưởng tượng như là 300 kim cương thì chúng ta mua được một cầu thủ 80, một cầu thủ vàng ấy. 300 kim cương thì chúng ta mua cầu thủ vàng. Trong khi đó thì 300 vàng thì chúng ta không thể mua được một cầu thủ vàng. Cho nên là kim cương nó rất là quan trọng. Vâng, như chúng ta thấy đây, nó có là cái chương trình gọi là sự kiện này, là có 750 kim cương chỉ mua được một trong số những cầu thủ đang có mặt ở trên màn hình của chúng ta là thôi. Ở đây thì tôi ghiền nhất là Pogba. Vâng, chúng ta nhìn thấy chỉ số của Pogba rất là đều nha. Và 750 kim cương chắc gì đã mở ra được Pogba. Bởi vậy cho nên kim cương nó rất là quan trọng. Thật sự mà nói là nếu như anh em biết dùng đến kim cương thì kim cương nó quan trọng hơn là vàng rất nhiều. Vàng thì dễ cày hơn kim cương. Và một lần nữa thì anh em bấm vào cái nút đăng ký kênh đi để video sau tôi sẽ nói về cái vấn đề kim cương rất là đơn giản. Và thật sự mà nói là kim cương thì kiếm sướng cực kỳ sướng luôn, tôi nói là cực kỳ sướng luôn nha anh em ơi. Lần sau video sau tôi nói kim cương kiếm cực kỳ sướng luôn. Nhớ bấm cái nút đăng ký kênh nha, bởi vì video thật sự thì một cái video tôi ra thì trong 10 phút tôi không thể nói hết được các cái vấn đề, tôi chỉ nói những cái ý chính thôi. À, còn một cái điều nữa mà tôi chỉ nói đến với cái bạn kia, bạn đã bảo là cái gì mà có nghĩa là bản hàng DLS 21 hack được, nhưng mà YouTuber hoặc là nhiều người như tôi là không chỉ cho anh em hack để mà bán acc. Thật sự thì tôi không bán acc nha, ai thì không biết chứ còn tôi thì không bán acc, tôi chỉ làm YouTube về DLS 20 và hướng dẫn cho anh em thôi, hướng dẫn những cái gì tôi biết thôi. Còn tôi không có bán acc. Và tôi xin nhắc lại với bạn gì đó một lần nữa, đó là bản DLS 21 không hack được nha. Chúng ta chỉ có những cái cách như tôi đã từng chỉ thôi, chứ còn hack thì không thể hack được nha. Hack được là coi như là mất nick mất acc luôn đấy. Cho nên là đừng có dại mà bấm vào những cái bản mà có cái đường link mập mờ gọi là không biết của ai gửi cho rồi bảo là hack được, bấm vào đó coi như là toi luôn đấy, toi củ khoai luôn đấy nha. Ok nha. Vâng. Còn anh em nào có thắc mắc vấn đề gì thì cứ comment ở dưới phần bình luận thì nếu như mà hợp lý thì tôi sẽ trả lời cho anh em nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau ở đây và đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh để lần sau chúng ta còn gặp lại nhau và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em biết về cái cách để chúng ta cày kim cương. Vâng, một lần nữa bấm đăng ký để video sau chúng ta xem cái cách cày kim cương cực kỳ ok luôn nha anh em ơi.